Sang câu hỏi thứ hai, một Phật tử hỏi rằng: con bạch Thầy, con biết đến Thầy qua nghe giảng trực tuyến các kỳ giảng Kinh Địa Tạng, và con đã phát nguyện tụng Kinh Địa Tạng được một nửa năm nay. Trước kia, khi chưa biết tới Phật Pháp, con nhờ Thầy phong thủy. Thầy nói nhà con thuộc cung họa hại, sẽ hại cho gia chủ. Gia chủ hay bị ốm đau, mà thực tế chồng con hay đau ốm. Thầy phong thủy nói phải lấy hòn đá chấn trước cửa ra vào sẽ được bình yên. Giờ con đã theo Phật, con rất băn khoăn, không biết có nên làm không. Như vậy, làm như vậy có phải yểm bùa không? Nếu con nhất tâm tụng Kinh Địa Tạng để thay đổi cho việc đó có được không? Xin Thầy cho con một lời khuyên. A Di Đà Phật. Cái vấn đề phong thủy nó cũng có tồn tại các quý vị. Chúng ta bảo không có thì cũng không đúng. Chúng ta bảo có thì bảo giải thích thế nào là phong thủy. Nó có tướng trắng đen to nhỏ ra sao thì cũng chẳng ai trả lời được. Nhưng mà nó vẫn tồn tại bên cạnh cuộc sống của chúng ta. Đối với đạo Phật của chúng ta thì cái quan niệm phong thủy nó khác với đạo Lão. Thì cái phong thủy này nó thuộc về gì? Về Lão giáo, tức là về Lão Tử. Chủ thuyết của Lão Tử tu tiên họ rất chọn, rất chú trọng về vấn đề phong thủy, đất cát, nhà cửa, vân vân. Đạo Phật thì chúng ta chú trọng về vấn đề gì? Vấn đề tu tập, vấn đề đạo hạnh, vấn đề nhân quả. Anh gieo nhân nào anh phải thụ quả đấy. Nhưng về Lão giáo thì họ rất chú trọng về phong thủy đất cát. Tất cả mọi cái chúng ta đã sinh ra ở trên thế gian này, Đức Phật nói vạn sự vạn vật đều có cái các mối nhân duyên liên hệ chằng chịt với nhau. Ai ngộ ra cái nào thì người đó xiển dương cái đó. Phật Pháp thì từ bi, bình đẳng, bác ái, muốn cho chúng sinh thoát ly sinh tử, cho nên Phật thuyết về nhân quả, khuyến chúng sinh bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, để đạt đến cái mức độ chân thiện mỹ, giải thoát hoàn toàn. Còn các tôn giáo khác có thể nói là gì? Họ đi đường vòng hơn, hoặc là họ gì? Họ chỉ lo về vấn đề nhân sinh quan, chú trọng đến nhân sinh quan nhiều hơn, tức là chú trọng vào cuộc sống của con người, có liên đới tới vũ trụ quan. Đi chăng nữa thì cũng chỉ để phục vụ lợi ích của con người. Cho nên vấn đề phong thủy đất cát phần lớn là để phục vụ lợi ích của con người chúng ta. Vì vậy mà theo chủ thuyết của phong thủy học, họ nói rằng con người ta sinh ra ở trên đời này cũng có mệnh khác nhau. Họ chia ra là gì? Là Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch, tức là chia ra 8 mệnh tương ưng với bát quái: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Càn thì thuộc về kim, Khảm thuộc về thổ, Càn Khảm thuộc về thủy, Cấn thuộc về thổ, Cấn thì thuộc về mộc, Ly thuộc về hỏa, Khôn thì thuộc về thổ, Đoài thuộc về kim. Đấy, Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tôn, Ly, Khôn, Đoài. Đông Tứ Trạch thì gồm có gì? Gồm có Chấn là phía đông, Cấn là đông nam, Ly là gì? Là hướng nam, và Khảm là hướng bắc. Ngược lại còn gì? Còn Đoài, Tốn là hướng đông nam. Còn Tây Tứ Trạch thì gồm có Đoài là hướng tây, rồi tây nam, tây bắc và đông bắc. Đó, Đoài, kim, Khôn, thổ. Đó, những cái đó gọi là gì? Tây Tứ Trạch và Đông Tứ Trạch, họ phân ra như vậy. Và họ tính toán theo cái cách tính của họ. Và ví dụ như Phật tử này nói là gì? Phật tử này nói rằng xem thầy phong thủy, xem bói rằng nhà ở của Phật tử này
so với chủ nhà, tức là chồng thuộc cung hỏa hại. Mà cung hỏa hại thì thường hay gặp vào những cái tai họa bất ngờ, ốm đau bệnh tật. Cung hỏa hại này còn đỡ, còn cung lục sát nữa. Cung lục sát, nếu mà nhà phạm vào hướng cung lục sát hay là hướng ngủ, hướng bếp và cung lục sát thì hay bị người ta gièm pha và cũng hay gặp những tai họa, hay gặp những cái tai họa bất ngờ. Cung thọ tử vân vân thì sẽ là cái cung nặng nhất vân vân chẳng hạn. Đó thì về phong thủy học họ chia ra đại khái là như vậy. Ngày xưa chúng tôi nghiên cứu một chút nhưng bây giờ thì gần như là bỏ rồi. Họ nói rằng có rất nhiều cái cách để trấn phong thủy. Ví dụ như dùng hòn đá. Hòn đá thì họ nói rằng hòn đá nếu mà gặp vào cái trường hợp như thế này thì dùng hòn đá. Mà hòn đá này thì nếu mà làm cho đúng theo cái hướng dẫn của phong thủy, họ làm cái hòn đá thì thường làm cái hòn đá thì chôn xuống dưới. Nếu mà bị cái đường nó đâm vào hay là bị chủ nhà ở cái mệnh mà hướng nó không hợp thì thường là họ phải làm cái bia đá. Ghi lên cái bia đó là gì? Thái Sơn Thạch Cảm Đương. Và đúng vào ngày nào, giờ nào đó thì đào cái đất ở trước cửa nhà lên để chôn sâu xuống đó. Chôn sâu là phải mấy mét, mấy tấc, phải đào đúng như thế. Chôn như thế mới có hiệu quả. Mà đào phải đúng ngày, đúng giờ thì nó mới tốt. Không phải lúc nào mang ra đào nó cũng được cái tác dụng như nhau đâu. Khác nhau hoàn toàn. Thường họ hay làm về ban đêm. Làm về ban đêm. Cái làm cái việc lớn họ làm về cái đó. Hoặc rằng cũng có nhiều những cái vấn đề nó chấn về phong thủy như dùng thạch anh, hoặc là đơn giản như gì, dùng cái gương bát quái. Cái đơn giản nhất là dùng cái gương bát quái, đem lên chùa nhờ các thầy chỉ cho 21 biến đại bi hoặc 108 biến đại bi vào đó, bắt đầu treo gương bát quái lên trước cửa nhà. Trường hợp Phật tử này, gia đình mà phạm cái cung hỏa hại nào này thì có thể mình làm đơn giản nên làm cái gương bát quái. Nếu không gương bát quái, gương thường cũng được, tự chúng ta chỉ cũng được, đem lên chỉ 108 biến đại bi vào đó, để trước ban Phật hay ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, để cái gương đó lấy khăn đỏ phủ vào và chúng ta chỉ 108 biến đại bi vào đó, chúng ta treo cái gương đó trước cửa ra vào cũng có tác dụng. Đó là cái vấn đề gì, gọi là hóa giải về phong thủy học, về phong thủy, về thuật phong thủy. Và có rất rất nhiều những cách hóa giải về phong thủy. Cái này chúng ta, cái thứ nhất là bây giờ thầy không muốn nói lại cái này nhiều nữa, để dành cho các nhà chuyên môn họ làm cái này. Nhưng nếu mà chúng ta là Phật tử, chúng ta có niềm tin vào Phật chân chính rồi á, thì cái bùa hóa giải tốt nhất đó là gì? Đó là bỏ ác, làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu nhân tích đức. Đó là cái lá bùa tốt nhất trong tất cả các lá bùa ở trên thế gian này. Và đặc biệt Phật tử này nếu mà bây giờ gặp được đạo tràng, biết được kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng rồi, phát nguyện thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, lấy 100 ngày, ăn chay trường tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng 100 ngày, đem cúng dường hương hoa oản quả vân vân, và múc 7 chén nước dâng lên trước tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng mà cúng 100 ngày. Mỗi một ngày tụng lấy hết một bộ kinh này, một thời cũng được, hai thời cũng được, ba thời thì càng tốt. Chia thành ba thời thì chúng ta càng có thời gian để niệm Phật. Không có thời gian thì 21 ngày hoặc 49 ngày, nhưng được 100 ngày. Trường hợp mà nặng nề thì 100 ngày là tốt nhất. Vì cái tâm của chúng ta sợ rằng là lúc thọ chỉ đọc tụng chúng ta chưa được nhất tâm, cho nên 21 ngày sợ rằng chưa đủ cái công lực, chưa đủ cái năng lượng, chưa cảm nhận được cái sự gia trì của quang minh công đức của Phật và Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm. Cho nên chúng ta phát nguyện 100 ngày thì tốt nhất. Khi chúng ta đọc tụng như vậy, tự công đức sinh ra. Cách hóa giải về xung khắc, về phong thủy, về đất cát, về nhà cửa đều giải quyết được hết. Cho nên ở đây thì Phật tử hỏi là nếu nhất tâm tụng kinh Địa Tạng có thay đổi được việc đó không? Tôi tin là thay đổi được. Nếu như nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, như lý như pháp, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện kèm theo nữa, tôi tin rằng gì? Sẽ thay đổi được. Nhưng mà cũng điều quan trọng là ông chồng cũng phải tin cơ. Nói làm sao ông chồng cũng phải tin.
vợ tụng kinh mà ông chồng nó cứ bĩu môi bĩu lưỡi nó đi ra, nó đã thúng đụng nia rồi, nó nói gì mày mê tín dị đoan là thế này thế khác, thì cũng chỉ được phúc cho gì, cho bà vợ tụng kinh và những người nhà thôi. Ông chồng nó bất tín, giống như mình bưng cơm lên bảo nó ăn mà nó không ăn thì nó có no không các quý vị? Có no không? Không, không, không no, nó không no. Ít nhất nó phải có niềm tin. Nó không tin thì chúng ta không có cách gì để đưa Phật Pháp vào trong tâm khảm, trong A-lại gia thức của nó. Cho nên nếu đây là nhân duyên thì có thể là cũng có nhiều trường hợp cũng quái thai. Vợ thì tin muốn hướng cho chồng với cho gia đình Phật Pháp, bố mẹ biết Phật Pháp hướng cho con, hoặc con biết Phật Pháp hướng cho bố mẹ, nhưng mà khổ lại người thân không tin, đặc biệt chuyện vợ chồng. Vợ mà tin Phật hay đi chùa nhiều, ví dụ như mở khóa tu 7 ngày, đi cả 7 ngày về ông chồng nó lườm nó nguýt, ông thích thế nào cả, đúng không? Ở nhà thì cơm nước hầu ông hầu chồng, đấy, trông con trông cháu trông nhà, 7 ngày đi biển biệt về nó tức chứ. Thậm chí có trường hợp trên sân Tây này này, khổ quá hơn 70 tuổi rồi, vợ đi vào chùa tụng kinh về ông chồng ông ghen lồng ghen lộn lên đi vào, thì đi vào để ông sư ông mê hoặc để tán tỉnh ông sư, ông sư nó tán tỉnh bà thế này thế khác, khổ nỗi. Ở ngoài đời tôi bằng tuổi con tuổi cháu các vị ấy, đấy nó đời nó thế. Bởi vì trước đây khi chưa đi chùa thì lúc nào ông bà cũng cặp kề với nhau, đi đâu có nhau, rồi làm gì cũng gì rủ rỉ có nhau. Nhưng bây giờ đi chùa thì bà về gì, bà san bớt cái tình cảm của ông gì của mình cho ông ấy, ngày trưa bây giờ san cho Phật. Thì sao mà san cho Phật? Vì nhất tâm tụng kinh niệm Phật. Bây giờ trước đây thì ông muốn ăn cái gì cũng ra chợ cũng mua cũng làm tươi rói cho ông ăn, ông sướng. Nhưng bây giờ thì có làm thì ra mua cái đồ nó làm sẵn về ông ăn, nó không được ngon như ngày xưa nữa, không được thích nữa. Ngày xưa ông muốn thích là gì? Ngày giỗ ngày Tết phải thích là bà phải cắt tiết con gà trước mặt ông ấy. Thế thì ông ấy gì? Ông mới thấy cái đồ ăn đấy nó mới tươi, nó mới ngon. Bây giờ ra chợ mua đồ làm sẵn về, có khi ông lại nghĩ rằng cái đồ nó ôi thiêu, nó bán mấy ngày rồi chẳng hạn, vân vân. Đó. Cái đấy cũng là những nhiều những cái yếu tố nó làm cho gì? Cho cái tình cảm vợ chồng dần dần nó sẽ gì? Họ thấy đi thiếu, họ thấy thiếu đi một cái gì, họ thấy như hình mình mất đi một cái gì đó. Vợ của mình bao nhiêu năm chung thủy lo lắng cho mình, nay đến chùa tự nhiên là gì? Sao nhãng hay là có tình cảm với ông sư thật. Thế mới đau chứ lại. Mà khổ đấy. Người đi chùa làm sư cũng không phải sướng đâu các quý vị ạ. Không phải sướng đâu, cứ đừng nghĩ làm sư là sướng. Không phải tất cả đều là sướng đâu. Cứ lên bục giảng hoành tráng như thế là sướng đâu. Không phải. Cũng có trường hợp đấy. Ngoài sân Tây thì nói đấy, mấy Phật tử mà kể với tôi là ông bà cãi nhau cứ suốt ngày. Bà vợ đi chùa thì không được đi, nó cứ trốn, mà càng trốn càng chết. Đấy, nó thế mới đau. Càng trốn thì ông lại bảo gì, bà thầm thụt với cái ông sư ở trong chùa Khai Nguyên, nó bỏ bùa mê thuốc lú gì với bà mà bà cứ như thế. Và khổ nỗi nhìn người nó có ra cái nào. Răng 36 cái thì mất đến 20 cái rồi. À không, tôi nói thật, hơn 70 tuổi rồi mà. Mà răng giả cũng chả có nữa luôn. Đấy, khổ thân thôi. Đấy. Thế mà còn ông ấy bảo là bà thầm thà thầm thọt, ông sư trong chùa ông bỏ mê thuốc lú thì bà cứ sảnh cái là bà chạy vào đấy. Đây là cái gì? Chúng ta không cảm hóa được từ người thân của mình bằng chính pháp, khổ lắm. Càng thầm thụt như thế càng để cho người ta nghi ngờ. Đời nó lắm chuyện éo le và buồn cười lắm các quý vị. Các quý vị có mà cười thì cười suốt đời không hết. Đó, cho nên ở đây chúng ta điều quan trọng phải cảm hóa làm sao. Giống như một vài Phật tử tôi mách cho cái nước. Ví dụ ngày xưa ông là bộ đội, 102 bài giảng Kinh Địa Tạng lần thứ nhất, có những đoạn tôi nói về cái đó chúng ta nghe. Ông là bộ đội ư? Mình nghe đúng cái đoạn mà tôi giảng, có cái đoạn nào về nói về các bác mà ngày xưa tham gia bên quân đội, thậm chí thiếu tướng, đại tá, quân đội về hưu mà sau này gì tin Phật á. Cho ông nghe, đúng phẩm của ông. Đó. Có những đoạn gì, nếu mà là công an hay là người mà làm doanh nghiệp, có những cái đoạn về đó, mình nghe xong mình nghe, đi nghe lại, mình nghe cái đoạn đó, đoạn này tốt nè. Lúc nào thấy ông ấy vui, thấy ông ấy vui, mình ngồi ăn cơm, mình giả vờ, mình mở nhẹ nhẹ lên đúng cái đoạn đó, cho ông nghe, câu được câu không. Tự nhiên dần dần có vài trường hợp như thế.
mà tôi mách nước như vậy mà các ông nghe ra. Các ông nghe ra và các ông thì trước đây các ông cứ nghĩ là mấy ông sư đầu chọc cái chữ biết gì, ở trong chùa gõ mõ tụng kinh để quên chuyện đời thôi. Nhưng khi người ta nghe, hôm nay người ta nghe, người ta thấy tại sao ông này lại biết gì, biết cả đến cái việc binh pháp ở trong quân đội thế này, đúng không? Người ta tò mò. Nó gieo vào trong cái a lại ra thức của họ, cái tâm thức của họ một cái gì đó nó thân thiết rồi, gần gũi rồi. Đấy, giống như vừa cách đây cái đợt hôm nọ Phật đản ở dưới chùa Quất Lâm dưới Xuân Mai á, có cái ông quân đội hình như là đại úy hay là trung úy gì đó tôi không rõ lắm, hay là thiếu tá gì, nói chung là cũng cấp bậc khá khá rồi, ở dưới đang đóng quân ở dưới Xuân Mai, bà vợ đi chùa ngày đầu cũng thế, cũng phải trốn, cũng phải trốn, vì cả hai vợ chồng đều là quân đội mà. Nhưng bà vợ thì ngộ mộ đạo và đi chùa, nghe giảng lên đây tụng kinh Địa Tạng, cứ phải trốn đi. Nhưng khi nghe thầy giảng như vậy, bắt đầu bà về cũng chơi cái quả gì, mở đúng cái đoạn mà thầy giảng nào mà nó có liên quan tới cái vấn đề chính trị một chút, tâm linh một chút, và liên quan đến vấn đề quân đội một chút, đến tán dương các ông các bác một chút. Thế là mở, ông chồng có nghe câu được câu không. Thế là bắt đầu thì thấy ông không phản ứng gì, về mở thêm những cái bài giảng, những cái bài giảng nó liên quan đến cuộc sống nhà mình nữa. Ông nghe vài lần, cuối cùng là thấy tự nhiên là ông ấy bảo là hôm nào ăn cơm không mở. Ông bảo đó, thế mẹ nó hôm nay không mở băng thầy giảng à? Thế là bắt đầu từ đó mà cái bài cô ấy được nước một cái, cứ thế là mở suốt ngày với đêm và thì mở quen, cuối cùng ông ấy nghiện lúc nào không biết. Và ngày đêm ông bảo vợ đi, lấy một cái đài lên thỉnh cái đài để cho ông ấy nghe. Và chính bây giờ ông lại là người gì, tụng kinh chăm hơn là vợ. Đấy, một sĩ quan quân đội chưa về hưu bây giờ còn tụng kinh chăm hơn là vợ ở đóng quân ngay Xuân Mai. Hôm hai vợ chồng đi ra đỉnh lễ thầy ở dưới cái chùa đó và phải gặp được thầy để cảm ơn nhờ những bài giảng của thầy, mà hai vợ chồng bây giờ cả nhà đều có tín tâm với Phật pháp, cả thằng con trai nữa. Thằng con trai đi bộ đội rồi, nhưng mà gì, do mẹ và bố khuyến hóa gì, đi bộ đội đem cả kinh Địa Tạng vào trong quân đội luôn. Đấy. Trước khi đi đem cả quyển kinh Địa Tạng vào, và cái quyển chú Đại Bi nhỏ nhỏ đi theo. Chúng ta thế, có cách để cảm hóa. Hôm nay chưa được, chúng ta đừng có nản lòng. Vì vậy mà ở cái trường hợp này, Phật tử này muốn cảm hóa, muốn cho chồng mình thoát được những cái gì, cái tay bay vạ gió về đất cát phong thủy không phù hợp nhà cửa, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, nhưng mà cũng phải khuyến dụ làm sao cho chồng mình có một chút niềm tin. Nếu không có một chút niềm tin nào thì Phật tử này có tụng hồi hướng đến cả 100 năm thì ông ấy vẫn không nhận được. Vì người ta có nhận đâu. Giống như mình cứ bưng cơm lên, họ là gì? Họ lại trả lại cho mình. Mình bưng cơm lên mời họ ăn nhưng mà họ không gì, không cho vào miệng, họ có no không? Không no. Giấu cho sơn hào hải vị đi chăng nữa, chúng ta bưng lên để trước mặt họ mà họ không ăn, họ vẫn không no. Cho nên điều quan trọng chúng ta là phải làm sao để họ ăn được, nói khéo làm sao để cho họ ăn. Đó. Thì cái trường hợp này thầy khuyên rằng nếu mà làm theo Phật pháp thì Phật tử này nên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng. Còn nếu không thì vẫn có thể dùng cái phương pháp phong thủy đấy cũng được. Nhưng mà tìm cái ông thầy phong thủy mà họ chuyên về phong thủy, đừng có dính tới vấn đề phù thủy. Nếu mà phong thủy mà dính tới phù thủy là nguy hiểm đấy. Nó cài âm binh nó vào đó thì nó chỉ phất được một thời gian sau thôi. Sau này mình mà không tốt, cúng bái không tốt, lễ lạc đối với cái ông thầy đó không tốt, nó làm cho chúng ta khuynh gia bại sản, sạt nghiệp, thậm chí là gì, tai họa, chết chóc, khổ đau, rất khổ sở. Còn ông thầy phong thủy học, ông thầy phong thủy học gọi là thuần túy, thì người ta không bao giờ dùng cái vấn đề âm binh để yểm vào cái đó để hại người. Ông thầy phong thủy thực sự, ông thầy phong thủy tốt thì người ta chỉ đem lại việc tốt thôi. Phần lớn là đem lại việc tốt thôi. Cho nên tôi mới khuyên là ông thầy phong thủy phải phong thủy thuần túy, chứ đừng có liên quan đến vấn đề âm binh, thờ âm binh nữa, nó dùng phong thủy đấy thì dùng bùa, dùng bèn là rất nguy hiểm.